đội hình ra sân bên phía DTS. Còn đây là đội hình ra quân của Tuấn Sơn. Để bóng đi hết đường biên dọc. Phản công cho Tuấn Sơn, long lắc, dứt điểm không vào. Rất tiếc cho Tuấn Sơn trong tình huống vừa rồi. Họ đã có cơ hội đối mặt, nhưng không hiểu sao long lắc nó có thể dứt điểm vọt xa ngang như vậy. Đội hình của DTS đã mất tập trung trong tình huống này. Phản công cho Tuấn Sơn, Đạo Thứ Sơn. Đường chuyển rất tốt, cơ hội căng ngang không được. Pha căng ngang đó là của Công Đức, nhưng không đến được cái chân của long lắc trong tình huống này. Pha phản công hay với đội bóng Hà Giang. Long lắc, đường chuyền hay, cơ hội dứt điểm vào. Những đợt tấn công bây giờ, bàn thắng xứng đáng đến với các cầu thủ Tuấn Sơn. Đặc biệt công lớn nhất là thuộc về long lắc. Một pha khống chế xoay người và dứt điểm rất nhẹ nhàng của Công Đức đã hạ gục thủ môn Thành Đạt bên phía DTS. Tỷ số bây giờ là 1-0. Pha đi bóng của rất tốt của long lắc và cuối cùng là đường chuyền thuận lợi. Quân bình tỷ số vẫn chưa đến với họ. Long lắc, pha phối hợp hay, dứt điểm không vào. Thêm một pha dứt điểm nữa của Suy Tính vẫn không vào. Hai pha dứt điểm liên tiếp của Suy Tính. Thủ môn Thành Đạt ở trong tình huống này đã quá xuất sắc. Pha phối hợp hay, đường chuyền dọn cỗ của long lắc đã giúp Suy Tính đối mặt với thủ môn Thành Đạt, nhưng hai pha dứt điểm của anh đã không thành công. Phản công Việt Hải Dương, cơ hội dứt điểm không vào, nhưng Việt Hải Dương đã dứt điểm không thành công. Phải nói rằng là một pha chuyền bóng dài chính xác lên phía trên đã đối mặt với thủ môn Thành Đạt. DTS pha dứt điểm rồi. Phản công cho cầu thủ DTS, đường chuyền rất tốt, Đức Đen dứt điểm vào, tỷ số là 1-1. Pha phản công tuyệt vời của các cầu thủ DTS. Đức Đen đã ghi bàn thắng ở phút thứ 53, bị quân bình tỷ số. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha chuyền bóng rất tốt của Duy Tễu và tình huống dứt điểm nhẹ nhàng không khác gì Công Đức bên phía Tuấn Sơn. Hạ gục thủ môn Hữu Minh. Đường chuyền dọn cỗ của Duy Tễu. Cài đè rất tốt của Việt Dương, dứt điểm không vào. Với Phương Mô Tù bên phía DTS. Cài đè xoay sở rất nhanh. Và chúng ta phải nói rằng thủ môn Thanh Đạt đã khép góc kịp thời. Hay trên hàng công của Tuấn Sơn. Dứt điểm rất nguy hiểm. Dứt điểm vào. Bàn thắng của Sĩ Tính. Bàn thắng thứ hai. Pha bật bóng không tốt của thủ môn Thanh Đạt ngay lập tức. Sĩ Tính đã có mặt và ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút thứ 67. Phút thứ bắt lập bập Thành Đạt. Bóng bật ra, Sĩ Tính có mặt và giúp cho Tuấn Sơn có bàn thắng thứ hai rất nhanh. Chúng ta thấy các cầu thủ Tuấn Sơn vui mừng như thế nào. Phương Bơ Tu. Pha đi bóng của Phương Bơ Tu vẫn còn, dứt điểm vào, tỷ số là 2-2. Đó là Phương Bơ Tu xuất thần và luôn như vậy vượt qua các đối phương một cách dễ dàng. Tuyệt vời, tỷ số là 2-2 ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Quá đẹp. Khi mà DTS đang thi đấu bế tắc thì Phương Bơ Tu đã tỏa sáng và giúp cho DTS có bàn thắng thứ hai, vượt qua được 3 cầu thủ của Tuấn Sơn. Một pha ghi bàn nhẹ nhàng, đẳng cấp. Vượt qua Tùng Milan, Minh Báo Đen và cả Sĩ Tính nữa. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Trận đấu một kết quả hòa 2-2. Một trận đấu kịch tính của DTS và Tuấn Sơn. Và bây giờ chúng ta tạm thời nghỉ trong 1 phút để rồi tiếp tục theo dõi lượt trận thứ hai.